Ngày 6 tháng 11, đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố 5, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã. Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân đã cùng nhau ôn lại truyền thống ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2024, vị trí vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng hiện nay. Hiện nay, tổ dân phố 5 có 282 hộ với 1.139 nhân khẩu. Những năm qua, nhân dân trong tổ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, giúp nhau phát triển kinh tế. Các hộ đều có thu nhập ổn định, số hộ khá giàu ngày một tăng. Đến nay, tổ dân phố không có hộ nghèo. Cùng với đó, Ban công tác Mặt trận Tổ dân phố thường xuyên phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư, vận động nhân dân thực hiện tốt hương ước, quy ước của tổ, tham gia ủng hộ quỹ ngày vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, người tàn tật và trẻ mồ côi được gần 40 triệu đồng. Năm 2024, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 92,38%, 100% tuyến đường trục ngõ được cứng hóa, 100% số hộ được sử dụng điện thường xuyên an toàn, sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Tráng Thị Xuân ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của tổ dân phố 5 đạt được trong năm 2024, đồng thời đề nghị tổ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tuyên truyền vận động cán bộ và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương và quy ước, hương ước của tổ. Ban công tác Mặt trận và các tổ chức thành viên phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh phong trào tự quản trong nhân dân, tham gia phòng chống tội phạm và làm tốt việc hướng dẫn các hộ gia đình đăng ký thi đua đạt danh hiệu gia đình văn hóa trong năm 2025, góp phần xây dựng khu dân cư văn hóa.